hai đội và đây là đội hình ra sân. Với đội làm khách ngày hôm nay, D'Angelo Hamilton, số 1, số 3 Nguyễn Phú Hoàng, số 23 Tâm Đình, số 52 Nguyễn Hoàng Tú, số 65 người đội trưởng Lê Hiếu Thành. Còn đội bóng chủ nhà Hà Nội Buffalo, số 1 Đinh Tiến Công, số 2 đội trưởng Henry Nguyễn, số 11 Đoàn Xuân Tùng, số 14 Bùi Thái Hà và số 88 cầu thủ trẻ Nguyễn Đường Quang Anh. Và nhìn vào đội hình xuất phát của hai đội, trí trung phong cho đội bóng chủ nhà và rất dễ dàng D'Angelo Hamilton đã lấy bóng được cho đội bóng làm khách, nhưng cướp bóng đến từ Đinh Tiến Công, thủ tốt đến từ Cần Thơ, cắt bóng ra đến từ Lê Hậu Thành và đây là Henry Nguyễn, đường truyền tốt Nguyễn Đường Quang Anh có hai điểm đầu tiên để cho Hà Nội Buffalo. Trong trận đấu trước thì cầu thủ trẻ Nguyễn Đường Quang Anh cũng được huấn luyện viên Tắc Bất sử dụng và anh cũng đã đóng góp 3 điểm và ngay lập tức thì là 2 điểm dành cho Đinh Thanh Tâm. Đơn giản chỉ là một bài phá chắp rất dễ dàng đến từ đội khách trong ngày hôm nay. Ít nhất thì lối chơi nhanh của Thăng Long Warrior năm 2017 đã đến. Và đây là một tình huống ném 3 điểm cho Henry Nguyễn. Tập đầu tiên từ giữa sân, một chiến thuật phòng ngự rất rõ ràng của huấn luyện viên Litarana dành cho D'Angelo Hamilton. Và ăn miếng trả miếng, ngay lập tức Tâm Đình lại đáp trả bằng một tình huống 3 điểm sắc lẹm để săn bằng cách biệt 5 đều. Bóng trong tay của Henry đã qua được người lên rổ, chưa thể lên rổ được đến từ Henry Nguyễn. D'Angelo Hamilton đang bị đốt một tim ngay từ giữa sân. Bắt là rất khó chịu đến từ đội bóng chủ nhà Nguyễn Đường Quang Anh. Trước trận đấu này thì huấn luyện viên Litarana đã có hai buổi tập cùng đội bóng Hà Nội Buffalo. Và trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thì chúng ta đã thấy được sự khác biệt trong hệ thống phòng ngự của đội bóng Hà Nội Buffalo trong ít phút vừa qua. Rõ ràng là về mặt thể lực phổi của Hà Nội Buffalo có chịu được hết cả trận nữa hay không thưa anh Đức ơi? Chính xác, đấy là điều tôi đang suy nghĩ. Và tiếp tục là Tâm Đình. Lần này thì tình huống 3 điểm của Tâm Đình đã đi không chính xác, lỗi đẩy người của cầu thủ trẻ Nguyễn Đường Quang Anh. Một tình huống lỗi đẩy sau khi mà cả hai là Hoàng Tú cũng như Nguyễn Đường Quang Anh đang có một tình huống tranh chấp để bắt rebound. Có một sự thay đổi người, Trần Tân cũng như là Huỳnh Hải cũng đã được thay vào sân. Và rõ ràng là điều này là điều chúng ta có thể thấy được là cách xử lý của huấn luyện viên Litarana như thế nào. Ông chơi nhanh và ông sẵn sàng thay đổi người để giúp cho những thể lực của những học trò có thể thực sự ổn định hơn trong toàn bộ trận đấu. Không ai kèm Huỳnh Hải. Bóng chưa đi vào rổ. Không hiểu rằng sau những tình huống ném rổ như vừa rồi thì các cầu thủ Hà Nội Buffalo lấy gì để cướp bóng với D'Angelo Hamilton đây? Hội ý dành cho đội bóng chủ nhà trong ngày hôm nay. Đây là một bước đi rất chắc chắn của huấn luyện viên Jordan Collins. Ông đã thấy vấn đề và ông sẽ có những biện pháp dành cho những học trò của mình để phá đi bài double team toàn sân của đội bóng Hà Nội Buffalo. Trên màn ảnh của chúng ta đó là Đinh Thanh Tâm, người hiện giờ đang có một phong độ là vô cùng cao cho đội bóng làm khách Cần Thơ Catfish. Hiện tại thì Đinh Thanh Tâm, cầu thủ mang áo số 23, đang có trung bình 24 điểm mỗi trận đấu, một chỉ số vô cùng tuyệt vời. Lên rổ và trọng tài xác định nó tình huống phạm lỗi đẩy người đến từ Trần Tân. Sẽ có hai pha ném phạt cho Hoàng Tú. Đây là lỗi thứ hai mà Hà Nội Buffalo dành cho Hoàng Tú chỉ trong chưa đầy một phút. Một tình huống trước là Nguyễn Đường Quang Anh, còn bây giờ là cầu thủ mang áo số 19 của đội tuyển là Trần Ngọc Tân. Cú ném đầu tiên bóng đi vào rổ dành cho Hoàng Tú. Trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Jordan Collins thì Hoàng Tú ở nửa đầu mùa giải đã thay thế vị trí của Đinh Thịnh Sang. Thì sau những màn quay trở lại của Sang Đình thì không biết rằng là Sang Đình hay Hoàng Tú sẽ được lựa chọn nhiều hơn đây thưa anh Đức. Theo tôi thì các cầu thủ nắm đặt chính xác hơn là huấn luyện viên Jordan Collins sẽ hạn chế số phút thi đấu của Đinh Thịnh Sang, bởi vì anh vẫn đang một chút gì đó
ảnh hưởng của chấn thương cổ tay của mình. Chắc chắn là chúng ta thấy hiện tại Sang Đình vẫn chưa được ra sân. Đây là đầu tiên của Lão Tứ Ngài trong hiệp thiếu này, và đó là một tình huống sút nữa trước đội bóng của cầu thủ sinh năm 1987 Nguyễn Đình Hải. Rõ ràng là Nguyễn Đình Hải sút chút nữa đã cướp được trái bóng. Ở đây bây giờ chúng ta mới thấy được Sang Đình vào sân để thế chỗ cho cầu thủ Hoàng Tú mang áo số 52. Thật là rất sát nhưng bóng được đưa lên rất nhanh và trọng tài xác định có tình huống phạm lỗi. Lỗi đến từ phía của Trần Tân, lỗi cá nhân thứ hai. Ngoài vấn đề thể lực thì có lẽ vấn đề lỗi cá nhân cũng là điều huấn luyện viên Jordan Collins cần phải chú ý. Bởi vì khi mà những mismatch phòng ngự như thế này chắc chắn sẽ rất nhiều lỗi sẽ xảy ra. Mà ít nhất cho đến thời điểm hiện tại thì Hà Nội Buffalo hiện giờ vẫn đang làm tốt đúng không thưa anh Đức? Khoảng cách chỉ là một điểm mà thôi. Chúng ta mới chỉ diễn ra được có 2 phút của hiệp đầu tiên. Trận đấu vẫn còn hơn 3 phút nữa và xin lỗi bạn, 3 hiệp nữa chúng ta cũng phải chờ đến ít nhất theo tôi là đến hiệp thứ 3. Chúng ta mới biết được rằng các cầu thủ Hà Nội Buffalo có làm được tốt hay không. Hiện tại thì các cầu thủ chủ nhà vẫn đang tràn trề thể lực và họ sẵn sàng hy sinh những cầu thủ tốt nhất của mình ra double team trung phong bên phía Thunder Griffiths. Tuy nhiên thì vấn đề thể lực như đội viên Thunder nói sẽ là một rào cản rất lớn dành cho lối trên này. Và vừa rồi là một tình huống phạm lỗi đến từ phía của Hà Nội Buffalo. Họ đang theo những lời mà anh Đức nói rằng là họ đang đổi lỗi, đổi thể lực để có thể kiếm lấy điểm số và sẽ là 2 pha ném phạt dành cho Đinh Thanh Sang. Chưa có điểm cho Sang Đinh ở trận đấu này và chỉ chưa đầy 3 phút đã qua, các cầu thủ Hà Nội Buffalo đã phạm 4 lỗi đồng đội ở trận đấu này. Và kể từ giây phút này, bất kỳ một lỗi nào của đội bóng chủ nhà thì các cầu thủ Curtis Griffiths đều sẽ được đánh phạt. Huỳnh Hải đã qua được Đinh Thanh Tâm, lên rổ, đó là một tình huống lên rổ thực sự tốt khi mà trước Huỳnh Hải đã có sự áp lực đến từ Nguyễn Phú Hoàng. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo đang chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu, họ tấn công nhanh và phòng ngự cũng với một tốc độ và một áp lực rất cao. Vừa rồi là một tình huống 2 điểm tiếp theo dành cho Tâm Bình. Tâm Bình đã có 7 điểm trong hiệp thi đấu này. Có một sự tranh chấp. Hai cầu thủ thuộc biên chế bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được rằng vẻ mặt không mấy gì làm hài lòng của Lê Ngọc Tú sau tình huống ngã vừa rồi của Lê Hữu Thành. Sẽ là có phát bóng dành cho Hà Nội Buffalo. Hiện giờ Hà Nội Buffalo họ có lẽ sẽ dễ bị phạm lỗi nhiều hơn bởi vì lối chơi thực sự nhanh và họ dễ bị cuốn theo nhiều. Cú ném 3 điểm đến từ Xuân Tùng vẫn chưa có điểm và chạm đồng hồ giây. Và mỗi khi chúng ta chạm đồng hồ giây chắc chắn sẽ là phát bóng. Cho anh Đức thậm chí là đến Đoàn Xuân Tùng, một người rất ít khi có những cú ném, cũng đã phải ném 3 rồi, cho thấy sự khó khăn của Hà Nội Buffalo trong ngày hôm nay. Đây cũng có thể là một phương án mang tính chất táo bạo chăng? Thì rõ ràng từ 3 điểm không phải là sở trường của cầu thủ áo số 11. Một đường chuyền tốt của Hoàng Ca nhưng đã bị Bùi Thế Hà bắt bài. Harry Nguyễn đường chuyền rất nhanh cho Nam Bảo. Tiếp tục là một tiếng 3 điểm của Hà Nội Buffalo, nhưng lần này bóng trắng rổ vào đi ra ngoài và cuối cùng vẫn nằm trọn trong một tiếng rebound của D'Angelo Hamilton. Ba người phải theo kèm D'Angelo Hamilton nhưng họ đang làm tốt. Suýt chút nữa đã cắt được bóng và đây là một mình Harry Nguyễn không thể làm gì nổi. Theo tôi thì những tình huống vừa rồi mang lại sự hứng khởi cho những cổ động viên. Tuy nhiên thì đây không thể là một chiến thuật mà các cầu thủ Hà Nội Buffalo, hay nói chính xác hơn là huấn luyện viên Tomana, có thể sử dụng sai hơi trong trận đấu này. Rất tốn người, rất tốn thể lực và trong tình huống sau đó. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần đưa tay lên là D'Angelo Hamilton có thể dễ dàng thực hiện một đường chuyền cho người vợ của mình. Không có bất kỳ cầu thủ nào có đủ chiều cao, có đủ sức bật để vượt qua để có thể chắn được những đường chuyền như vậy của D'Angelo Hamilton. Và sau đó là một tình huống 4-1 dành cho Curtis Griffiths thì quá khó cho cầu thủ còn lại của Hà Nội Buffalo có khả năng và hy vọng có thể phòng ngự trong tình huống vừa rồi. Và thưa bình luận viên Nguyễn cũng như quý vị và các bạn, trước trận đấu thì tôi cũng đã hỏi huấn luyện viên Tawana rằng là ông sẽ có một chiến thuật gì và ông sẽ sử dụng con người như thế nào, nhưng ông đã không trả lời tôi và ông chỉ nói rằng là chúng tôi sẽ làm hết sức thôi. Thì rõ ràng là việc khi mà thiếu vắng đi Mai Bell, thiếu vắng đi Stefan Nguyễn Tú thì câu trả lời của huấn luyện viên Tawana gói gọn đó là
những sự cố gắng nhất có thể đến từ Hà Nội Buffalo trong trận đấu ngày hôm nay rồi. Vâng, nhưng mà với lối chơi vừa rồi của Hà Nội Buffalo thì tôi cũng có một câu hỏi, nếu mà tôi được nói chuyện với huấn luyện viên Lucana là liệu bao giờ các cầu thủ Hà Nội Buffalo sẽ hết sức hiệp mấy đây? Quá một chiến thuật quá đốt thể lực đến từ hệ thống phòng ngự của Hà Nội Buffalo. Nó không chỉ là thể lực nữa mà có là những lỗi cá nhân, thưa anh Đức. Đây là 4 điểm Harry Nguyễn. Hai cầu thủ cùng với giành Harry Nguyễn đang kèm nhau. Đó là Nguyễn Phú Hoàng và Harry Nguyễn của Hà Nội Buffalo. Quan Xuân Tùng đã vượt qua được DeAngelo Milton. Cú ném có thiên hướng cảm giác nhưng Đoàn Xuân Tùng đã đưa trái bóng đi yếu. Bắt là tốt đến từ phía của Hà Nội, dẫu vậy chỉ là một đường chuyền đơn giản thôi. Phú Hoàng qua được hai người, lên rổ, móc rổ. Đinh Thành Tâm ở đó và đơn giản là hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Trần Bình đã có 9 điểm trong hiệp thi đấu này rồi. Henry Nguyễn tướng 3 điểm rất khó của Henry Nguyễn. Áp lực phòng ngự là rất lớn đến từ Hoàng Ca. Sang Đình đường chuyền cho Hoàng Ca. Với tốc độ cao như này chắc chắn là những pha bóng alley-oop là có thể xuất hiện nhiều hơn. Được chuyền ra Đinh Thành Tâm quá trống trải trong cú ném 3. Chưa để có điểm, có tranh chấp và bóng chạm tay của Lê Hiếu Thành. Thật khó cho những đợt tấn công của Hà Nội Buffalo. Họ chỉ có duy nhất một cơ hội ném rổ. Bởi vì khả năng rebound của các cầu thủ hàng trong tranh chấp với DeAngelo Hamilton dường như là bất khả thi. Cú Thái Hà qua được người nhưng đó là một pha block dễ nhất trong cuộc đời làm vận động viên của Lê Hiếu Thành. Nhìn Bùi Thái Hà nhỏ bé như thế nào trước DeAngelo Hamilton, thưa anh Đức. Và đây là phản công. Nguyễn Đường Quang Anh đường chuyền không chính xác ở đầu pha lên rổ nhưng bị block đến từ DeAngelo Hamilton. Tôi không còn một lời nào để nói nữa rồi, thưa anh Đức. Đó là điều theo tôi huấn luyện viên Litana cũng biết rõ điều đó và các cầu thủ Hà Nội Buffalo cũng biết rõ điều đó, nhưng mà họ đã buộc phải đánh đổi, họ buộc phải đánh đổi với hệ thống phòng ngự này. Và vừa rồi thì hy vọng lại được nhen nhóm sau một tiếng 3 điểm của Henry Nguyễn. Lỗi thuộc về cầu thủ mang áo số 14 Bùi Thế Hà của đội bóng chủ nhà, và bên phía Kentucky Fish sẽ được thực hiện hai pha đánh phạt. Kịch bản trong ngày hôm nay của Hà Nội Buffalo sẽ là như này theo những gì mà chúng ta đang nhìn thấy và theo những gì mà tôi đang suy nghĩ, thưa anh Đức cũng như quý vị và các bạn. Hà Nội Buffalo sẽ đánh nhanh, đánh liên tục để một phần nào đó cố gắng là hạn chế về mặt điểm số, hạn chế cho Kentucky Fried lên điểm, và họ sẽ thay người liên tục để tránh cho việc bị mất đi thể lực là quá nhiều. Nhưng mà theo tôi thì bước sang hiệp thiếu thứ hai, huấn luyện viên Litana sẽ có sự thay đổi trong chiến thuật này. Chúng ta cùng chờ xem điều đó có đến hay không. Theo tôi là nhanh nhất và có thể là chậm nhất là hiệp thứ 3. Bởi vì nếu mà tính về lâu dài thì các cầu thủ Hà Nội Buffalo họ cứ chơi nhanh như này thì mới là một điều bất lợi cho họ. Thậm chí là còn những chút rối ở trong cách chạy bài của Hà Nội Buffalo. Một cú ném tầm trung từ Nguyễn Đường Quang Anh. Cắt được bóng, do vậy là tiếp tục bóng dành cho Kentucky Fish. Như vậy là bên phía Kentucky Fish cũng đã có sự thay đổi người. Hưng James, người đang phát bóng biên, cũng đã được huấn luyện viên Jordan Collins tung vào sân. Hưng James là một người rất giỏi trong cách giảm nhịp độ của trận đấu. Quá khó, DeAngelo Hamilton đơn giản là thoát ra thôi. Tình huống đẩy người sẽ có hai pha ném phạt đến từ phía DeAngelo Hamilton, lỗi trước đó đến từ Huỳnh Hải. Lỗi cá nhân đầu tiên của lão tướng Huỳnh Hải trong trận đấu này. Và đây đã là lỗi lần tụt đội thứ 6 của Hà Nội Buffalo. Vẫn là những ảnh vô cùng tuyệt vời đến từ nhà thi đấu hôm qua. Và ít nhất rằng những sự áp lực đến từ các cổ động viên đã khiến cho DeAngelo Hamilton thất bại ở trong cú ném phạt đầu tiên. Sẽ là cú ném phạt thứ hai dành cho anh. Khoảng cách là 5 điểm. Đã lên thành con số 6. Trong tay của Huỳnh Hải, Trần Tân đang chờ, có hiểm trợ, rất tự tin đến từ Trần Tân. Tiếp tục đột phá, floater đến từ Huỳnh Hải, chưa để có điểm. Tăng Minh Trí xuyên chân nơi này bị mất bóng, ở đây đã là bị mất bóng rồi. Đường Quang Anh, chưa để có điểm cho Đường Quang Anh.
là những lộn xộn. Một tình huống thi đấu khá chủ quan của DeAngelo Hamilton. Bóng vẫn thuộc về kiểm soát của Nguyễn Buffalo, Nguyễn Đường Quang Anh và tiếp tục nhận một trái đắng đến từ DeAngelo Hamilton. Đình Thanh Sang bắt buộc phải chuyền ra. DeAngelo Hamilton tình huống lên rổ đến từ Thịnh Hưng và có điểm dành cho Thịnh Hưng. Nguyễn Thịnh Hưng, tên thường gọi là Hưng James. Cái tên Hưng James này đến từ thân thiện LeBron James của người em út trong gia đình của Hoàng Cao và Đàn Đốc. Lần này thì đã có lỗi đến từ một cầu thủ bên phía Kentucky Fish. Vâng, thưa anh Đức, đã chúng ta cũng có thể nhìn thấy được khuôn mặt bị tụt thể lực đến như thế nào từ Huỳnh Hải. Cách anh thở, cách anh đang thở dốc như là những giọt mồ hôi rơi xuống sân. Rõ ràng Huỳnh Hải cũng thuộc lứa cầu thủ lão tướng của VBA. Năm nay anh đã 32 tuổi. Với lối chơi này thì theo tôi Huỳnh Hải cũng không thể thi đấu lâu được ở trên sân. Thêm một điểm cho Huỳnh Hải. Huỳnh Hải trong khoảng 3 phút đã qua, anh cũng đã đóng góp 5 điểm cho đội bóng Hà Nội Buffalo. Cú ném thứ hai, bóng chưa đi vào rổ và Đinh Thanh Tâm bị bắt bởi những 4 người. Nhưng chỉ đơn giản một đường chuyền, nhưng mà đường chuyền của Thịnh Hưng đó là sửa lưng Tăng Minh Trí. Theo tôi thì đó là một đường chuyền tốt của Hưng James. Tuy nhiên Tăng Minh Trí đã di chuyển có một chút vấn đề trong tường đó, cũng có thể nguyên nhân đến từ việc Hưng James đã chuyển bóng hơi chậm. Cú ném 3 điểm đến từ phía Huỳnh Hải, bóng đi yếu lực rồi. Không có quá nhiều lựa chọn tấn công cho đội bóng chủ nhà. Lên 2 điểm cho Tăng Minh Trí. Có lẽ câu hỏi mà rất nhiều người hâm mộ đặt ra trong hiệp đấu này và trận đấu này là trong hiệp này các cầu thủ Kentucky Fish đã có được bao nhiêu điểm và trận đấu này họ có lập một kỷ lục hay chăng? Floater đến từ Bùi Thái Hà và đó là có điểm cho Bùi Thái Hà. Cắt cái bóng đến từ Đinh Tiến Công. Qua được người rồi, lên rổ và có điểm dành cho Đinh Tiến Công. Thậm chí nếu như mà Đinh Tiến Công không lên rổ vào thì đã có Huỳnh Hải ở đó, đúng không thưa anh Đức? Chính xác, sao thì đó là một tình huống lên rổ cao tay rất chính xác của Đinh Tiến Công. Hamilton đến chuyên gia cho Tâm Đình. 2 phút, còn thời gian còn lại rất khỏe và trọng tài xác định đó là một lượt tấn công đến từ DeAngelo Hamilton. Hãy cùng xem lại tình huống này với cái tay trái của DeAngelo Hamilton. Đó là một tình huống ngã rất mạnh của DeAngelo Hamilton. Tuy nhiên thì rất may mắn cầu thủ này vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Chỉ đạo huấn luyện viên Litarana có lẽ sẽ có một chút thay đổi chiến thuật. Cú ném lên từ phía của Đoàn Xuân Tùng bật rất cao đến từ Đinh Thanh Sang. Được chuyền lại và đơn giản là lên rổ đến từ DeAngelo Hamilton. 26-19, 7 điểm khác biệt cho Kentucky Fish. Không có điểm từ Đỗ Xuân Nam, các cầu thủ Hà Nội Buffalo vẫn đang tấn công rất nhanh. Hamilton vẫn là double team. Đường chuyền cho Sơn Đình, bóng được trả ra cho Hưng James. Vẫn còn 10 giây tấn công cho các cầu thủ áo đen. Không gian là cực kỳ nhiều và Lê Hiếu Thành, tôi vừa nói đến về khoảng không gian và Lê Hiếu Thành đã tận dụng nó cực kỳ tốt. Một tình huống quan sát tốt của DeAngelo Hamilton. Với việc sử dụng double team, thậm chí là triple team thì chỉ cần các cầu thủ Kentucky Fish thực hiện nhiều đường chuyền thì chắc chắn là sẽ có khoảng trống xuất hiện dành cho đội bóng khách. Trong tay của Hà Nội, Bùi Thái Hà, Đinh Tiến Công, lên rổ đến từ Đinh Tiến Công, chưa thể có điểm dành cho Đinh Tiến Công như là Đoàn Xuân Tùng, cắt được bóng đến từ Lê Hiếu Thành, và lỗi đến từ Đỗ Xuân Nam, hai pha ném phạt dành cho Lê Hiếu Thành. Thưa anh Đức, không biết là ngày hôm nay cameraman của chúng ta sẽ phải làm việc vất vả như thế nào đây? Vâng, rất nhiều lỗi xảy ra, những tình huống va chạm. Và tất nhiên,
phần lớn vẫn thuộc về đội bóng chủ nhà Hà Nội. Họ đã có 7 lỗi trong thi đấu này và Diagne Hamilton đã được rút ra nghỉ. Một thi đấu đầu tiên còn 38,1 giây. Đây là cú ném thứ hai dành cho Lê Hữu Thành. Bóng đi vào rổ dành cho Lê Hữu Thành, người đội trưởng của Cần Thơ Catfish, và có sự thay đổi người đến từ Hà Nội Buffalo. Vinh Hải đã vào sân. Chỉ Cần Thơ Catfish cũng đang cố gắng bắt chạp. Phía Cần Thơ Catfish cũng có một cầu thủ tên hiện là Huỳnh Khang, là người của đội Lỗ Huỳnh Khang, cũng đã được vào sân để thay cho DeAngelo Hamilton. Có một thông tin mà nếu những người hâm mộ của đám bóng Hà Nội Buffalo biết rằng Huỳnh Khang cũng đã có từng khoảng thời gian là thuộc biên chế của đội Hà Nội Buffalo trước khi được chuyển ra Đà Nẵng Dragon tại mùa giải năm ngoái. Và Huỳnh Khang cũng chính là cầu thủ trong kèo chết ba đội giữa Hà Nội Buffalo, Saigon Heat và Đà Nẵng Dragon để Hà Nội Buffalo cuối cùng mang về được MVP Lê Ngọc Tú của mình. Và bóng chạm tay Nguyễn Đức Quang Anh. Khoảng cách là 9 điểm. Và tận dụng những giây phút cuối cùng này là đến từ phía của Cần Thơ Catfish. Đinh Thanh Sang lên rổ và có điểm dành cho Đinh Thanh Sang. Một tình huống chiếm khoảng không rất tốt của Sang Đình. Một phần nào đó tốc độ trận đấu ngày hôm nay cũng đã khiến cho đạo diễn hình của chúng ta đôi chút cũng gặp sự bối rối. Tốc độ trận đấu quá nhanh mà. Harry Nguyễn 20-31, quanh 11 điểm. Có hiểm trợ đến từ phía của Trần Tân. Dẫu vậy cứt cắt được bóng đến từ phía của Lê Hữu Thành. Trần Tân, 3 người đường truyền. Tại sao Bùi Thái Hà không ghi điểm ngay? Vừa rồi là một tình huống tỏ vẻ quá sợ sệt của Bùi Thái Hà. Anh có cơ hội, có khoảng trống để có một tiếng lên rổ. Tuy nhiên sự xuất hiện của Đinh Hiền Tâm đã làm chùn bước chân của cầu thủ mang áo số 4 này của đội bóng chủ nhà. Và kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, khoảng cách điểm đang tạm thời là 11 điểm. 31 cho Cần Thơ Catfish và 20 điểm là điểm số mà các cầu thủ chủ nhà Hà Nội Buffalo đang nắm giữ tính tới thời điểm này. Và tôi cũng như anh Đức Nguyên cũng đã chia sẻ với nhau trước khi hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu, đó là hiệp thi đấu đầu tiên thực sự là một hiệp thi đấu vô cùng vũ bão. Không biết rằng hiệp thi đấu thứ hai này có phải là một hiệp thi đấu như vậy hay không. Tình huống chưa thể có điểm dành cho Bùi Thái Hà. Em bãi điểm chưa thành công, bù rổ đến từ Lê Ngọc Tú bật rất cao. Lộn xộn đến từ phía của sân Cần Thơ Catfish. Vẫn là những tình huống áp sát rất nhanh của 2-3 cái bóng áo xanh vào cầu thủ cầm bóng của Cần Thơ Catfish. Và vừa rồi thì các cầu thủ Hà Nội Buffalo đã thành công khi Tâm Đình đã không có đủ không gian thời gian để thực hiện đường truyền. Tú đã qua được người, bị cắt bóng đến từ Đinh Thanh Tâm. Nguyễn Phú Hoàng sang Đình thoát được hai người, đường truyền ra Đinh Thanh Tâm đè thẳng mặt, và đó sẽ có hai pha ném phạt dành cho Đinh Thanh Tâm. Người phạm lỗi đó là Nguyễn Đường Quang Anh. Lỗi cái lần thứ hai của cầu thủ mặc áo số 81 bên phía đội bóng chủ nhà. Thưa anh Đức, chúng ta hãy nhìn xem sự khó khăn như thế nào của Nguyễn Đường Quang Anh phải theo kèm Đinh Thanh Tâm. Bóng đi vào rổ dành cho Đinh Thanh Tâm. Sẽ là thêm một cú ném nữa. Cú ném thứ hai, bóng đã đi vào rổ dành cho Đinh Thanh Tâm, khoảng cách là 13 điểm. Harry Nguyễn góc đáy, cú ném đến từ Lê Ngọc Tú. Bóng chưa đi vào rổ dành cho Lê Ngọc Tú. Đinh Thanh Sang thoát ra hai người là rất dễ. Đinh Thanh Tâm đơn giản quá, thưa anh Đức, là quá đơn giản rồi. Cắt được bóng đến từ phía của Đinh Thanh Tâm. Với Tâm Đình thi đấu thế này thì có lẽ thậm chí là huấn luyện viên Jordan có thể tính toán việc
cho Lewis Hamilton nghỉ lâu hơn. Và chắc chắn nếu mà khoảng cách là an toàn thì huấn luyện viên Jordan Clint sẽ có cơ hội để thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ, những cầu thủ trên bàn ghế dự bị của mình. Không có điểm cho Quang Anh, đó là một tình huống lên rổ đơn giản. Lỗi thuộc về Lê Ngọc Tú, lỗi đẩy người của cầu thủ mặc áo số 14 đến phía lưới sân nhà. Xin lỗi bạn, Lê Ngọc Tú mặc áo số 12. Lỗi đồng đội thứ hai dành cho Hà Nội Buffalo rồi mà mới chỉ có 1 phút 25 giây trôi qua và thôi. Đã khó nay lại càng khó hơn. Hoàng đã bị phạm lỗi bởi Nguyễn Đường Quang Anh. Thậm chí trong tình huống vừa rồi thì Lê Hữu Thành còn làm việc thay nhiệm vụ của trọng tài để giải thích lỗi dành cho cầu thủ trẻ Nguyễn Đường Quang Anh. Đó rất rõ ràng. Ngày hôm nay tôi nghĩ rằng Nguyễn Phú Hoàng sẽ là người sử dụng khả năng dẫn bóng cũng như là tốc độ của mình để phá đi những bài phòng ngự của Hà Nội Buffalo nhiều hơn. Người truyền ra ném 3 điểm đến cho Đinh Thanh Tâm, bóng chỉ lệch ra rồi. Nguyễn Phú Hoàng cơ hội tìm điểm số đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Quá trống trải cho Đinh Thanh Sang, chưa để có điểm thêm một lần nữa. Đỗ Xuân Nam, Lê Ngọc Tú đã có một chút lập bập nhưng vẫn trong tay của Lê Ngọc Tú. Tiếp tục để phát bóng đến từ cầu thủ áo số 12, 4-2. Đây là Nguyễn Kha Trang. Bóng đó là Hoàng Tú và một tình huống lên rổ quá dễ đến từ Đinh Thanh Sang, thậm chí anh còn thêm một chút màu, đó là đổi tay sang bên phía góc trái. Henry Nguyễn, một pha block. Đó là lỗi rồi, lỗi đến từ Hoàng Tú. Điểm số vừa rồi của Sang Đinh là chuỗi lên điểm đoạn 10-0 của Cần Thơ và có lẽ nó sẽ bị dừng lại bởi hai pha đánh phạt này của Henry Nguyễn. Thưa anh Đức, trước đó thì tôi đã có bình luận đó là một tình huống block dành cho Sang Đinh. Anh nghĩ có phải là một tình huống block hợp lệ dành cho Sang Đinh không? Đó toàn là một tình huống block hợp lệ và lỗi là một tình huống sau đó của cầu thủ mang số 52 bên phía Cần Thơ. Có sự thay đổi người hay không? Như vậy là Diazio Hamilton đã trở lại sân. Lê Ngọc Tú hiện giờ đang nhận được những sự chỉ đạo của huấn luyện viên Litarana. Pha đánh phạt đầu tiên của Henry Nguyễn đã thành công. Tính tới thời điểm hiện tại, Henry Nguyễn đã có bao nhiêu điểm rồi thưa anh Đức? Điểm số vừa rồi là điểm số thứ 8 của cầu thủ mang áo số 2. 2 tình huống 3 điểm thành công và 2 pha đánh phạt thành công. Cắt được bóng, Đoàn Xuân Tùng lên sổ quá khỏe, chưa để có điểm dành cho Đoàn Xuân Tùng. Chưa để có điểm thêm một lần nữa. Đó là những gì mà Đoàn Xuân Tùng không thể làm cho người hâm mộ của Nữ Buffalo yên tâm. 3 đường kính của cầu thủ tấn công. Lên sổ đến từ Hoàng Tú và nhẹ nhàng là 2 điểm thêm một lần nữa. Nguyễn Minh Hải đỉnh tiến công lại ở một cú ném 3 chưa thành công trong trận trong lần này. Cú ném 3 điểm đến từ Đỗ Xuân Nam, mạnh rồi. Quá mạnh. Đây là mới là cú ném đầu tiên của Nam Pao trong trận đấu này. Đó là lý do tại sao anh chưa có một cảm giác thật tốt. Tâm Đình đường truyền cho Hoàng Ca. Ném 3 điểm, bóng đi vào rồi. Và như vậy là Hoàng Ca cũng đã điền tên mình vào danh sách những cầu thủ có điểm trong trận đấu này. Quá nghệ đến từ Vũ Hình Hải, Cario mình cũng chỉ đến thế mà thôi. Có một chút nghệ sĩ trong pha lên rổ vừa rồi của Hình Hải và đây là Hoàng Ca. Và lỗi đến từ Đoàn Xuân Tùng. Đó là một tình huống có ý đồ, một đường kiến tạo có ý đồ của Hoàng Ca cho Diazio Hamilton. Hai pha đánh phạt dành cho cầu thủ mang áo số 3 đến từ đội khách. Một ngoảnh đi ngoảnh lại thì Hà Nội Buffalo cũng đã có 4 lỗi đồng đội rồi. Thêm một lỗi nữa thì chắc chắn mọi lỗi sau đó của Hà Nội Buffalo sẽ đưa Cần Thơ Catfish lên vạch ném phạt. Cú ném đầu tiên bóng đi vào rổ trong Nguyễn Phú Hoàng. Bóng
cách hiện giờ là 16 điểm, sẽ lên con số 17 nếu như ném vào, và đó là khoảng cách là 17 điểm. Đỗ Xuân Nam có lẽ anh đã bị chật nhịp so với toàn đội và anh đã được thay ra ngoài sân. Bùi Thái Hà đã quay trở lại sân. Thủ tốt đến từ phía của Nguyễn Phú Hoàng, dẫu vậy Henry Nguyên cảm giác sổ quá tuyệt vời. Đó là hệ thống phòng thủ trap của các cầu thủ Hà Nội Buffalo, và một lần nữa hay là chỉ là chút nữa thôi thì nó đã hoạt động một cách trơn tru. Tiếng còi cất lên cho lỗi 8 giây trên sân nhà của Cần Thơ Catfish. Thủ thực sự tốt đến từ phía Hà Nội Buffalo. Vẫn là hình ảnh một lão tướng có những thở dốc của Huỳnh Hải. Và Huỳnh Hải đã phải ra ngoài sân rồi. Có lẽ mất quá nhiều thể lực trong tình huống phòng ngự đó khiến cho anh đã thực sự thở dốc và biết được bao anh một người trẻ hơn rất nhiều đã được vào sân. Lê Hiệp Tú, Bùi Thế Hà và một tiếng 3 điểm. Bóng cấp bảng và đi thẳng vào rổ và rút ngắn tỷ số xuống còn 32-44, còn 12 điểm cho Hà Nội Buffalo. Thành Tâm đường truyền. Một đường truyền đó là quá mạnh. Lê Hiếu Thành có lẽ là anh cũng chỉ biết cười trừ đúng không thưa anh Đức? Một tình huống đó là một đường truyền không chỉ đưa Lê Hiếu Thành vào một tư thế khó mà nó một chút nữa sẽ cái điều đó sẽ làm cho chấn thương cầu thủ áo số 65 nếu như cầu thủ này không tập trung. Lê Ngọc Tú có điểm trợ. Nguyễn Đức Quang Anh thậm chí còn đang là người đánh rất bóng nhiều hơn, cú ném 3 điểm. Bóng bị yếu rồi. Một cú ném cho thấy được sự tự tin, nhưng sự tự tin đôi lúc cũng không giúp cho trái bóng đi vào rổ được. Vấn đề của một cầu thủ có kinh nghiệm và một cầu thủ trẻ đó chính là sử dụng sự tự tin một cách đúng lúc đúng chỗ. Và vừa rồi là một tình huống theo tôi là ném có một phần hơi quá táo bạo của Nguyễn Quang Anh, khi mà trước mặt anh trong tình huống đó là một cầu thủ khá là phòng ngự xuất sắc mang tên Đinh Thành Sang. Có một điều tôi muốn biết ngay lúc này thưa anh Đức, đó là tổng số lỗi của Hà Nội Buffalo tính tới thời điểm hiện tại là con số bao nhiêu rồi? Hiện tại thì đội bóng chủ nhà Hà Nội Buffalo đã có tới 11 lỗi. Và bây giờ đã là lỗi thứ 12 rồi, 7 lỗi ở hiệp thi đấu đầu tiên và 5 lỗi đồng đội ở hiệp thi đấu thứ hai này. Chúng ta cùng nói về những thiếu vắng của đội bóng Hà Nội Buffalo. Ngoài Mai Bèo, ngoài Tân Đồng Nghĩa, chúng ta còn thấy được sự thiếu vắng của trợ lý huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh và bác sĩ thế của anh Tuấn. Hiện tại thì anh Tuấn và Hoàng Thế Vinh đang có mặt tại thành phố Bình Thuận để tham gia giải đấu U19 quốc gia năm 2019. Và trong đội hình của đội bóng Hà Nội Buffalo cũng có một cầu thủ mới trở về từ giải đấu này, đó chính là Đỗ Xuân Nam. Đỗ Xuân Nam trong vai trò của huấn luyện viên trưởng của đội bóng U17 Hà Nội, và rất đáng tiếc là đội bóng U17 Hà Nội đã không thể vượt qua được vòng bảng của giải đấu U17 quốc gia này. Cơn bão mang tên khó khăn vẫn đang ồ ạt ập tới Hà Nội Buffalo. Chắc chắn chúng ta sẽ tin rằng là đội bóng thủ đô sẽ vượt qua được. Nhưng trước hết là họ phải vượt qua được trận đấu này đã. Thử thách trước mắt của họ đang mang tên Thiên Tân Cát Phích với 12 điểm. Người vừa có một tiếng đánh phạt không thành công là Tăng Minh Trí. Đi vào rổ lần thứ hai. Tấn công Bùi Thái Hà, lại một cú ném ba nữa. Rõ ràng Bùi Thái Hà hiện giờ anh đang sử dụng nhiều những cú ném ba điểm mình hơn. Đường truyền tốt và đó là tiếng lên rổ đến từ Lê Hiếu Thành. Xé toang ngoại hàng phòng ngự đến từ đường truyền của Đinh Thanh Tâm. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo tấn công khó khăn bao nhiêu thì những tình huống ghi điểm của Cần Thơ Catfish lại đơn giản bấy nhiêu. Bóng được xác định là chạm tay của Bùi Thế Hà đi ra ngoài biên. Đó là chạm tay của Lê Ngọc Tú thưa anh Đức. Đó là một tình huống tranh chấp
của Lê Ngọc Tú và DeAndre Hamilton. Cắt được bóng, vẫn là còn cầu thủ áo đen. À, Lưu Hải Trăng, Đinh Thanh Tâm có điểm và đó là một and one. Lỗi thuộc về Lê Ngọc Tú. Một tình huống theo tôi là lỗi không cần thiết của cầu thủ áo số 12 khi mà Tâm Đinh đã bật nhảy và có đủ lợi thế để ghi điểm. Tuy nhiên thì vẫn có một tác động đến từ phía dưới của cầu thủ áo số 12 về phía đội bóng Hà Nội Flow. Và cũng như mang theo đó đôi chút sự nguy hiểm nữa. Nếu như mà Đinh Thanh Tâm không tiếp đất thực sự tốt và trên bảng tổng số tỷ số chúng ta giờ đang là điểm số đến tầm 13.50% tỷ lệ ghi điểm. Thực sự là quá xuất sắc đến từ phía của Đinh Thanh Tâm. Và vừa rồi thì điểm số của Tâm Đinh đã được cộng thêm 1 điểm. 14 điểm cho Tâm Đinh rồi. Có hiểm trợ cho Bùi Thái Hà. Thêm 3 điểm đến từ Henry Nguyễn. Bóng đi vào rổ cho Henry Nguyễn. Hai người theo kèm Henry Nguyễn nhưng anh vẫn đủ tự tin ném trái bóng đi vào rổ. Nhưng mà bây giờ đến lượt các cầu thủ của Buffalo phải đối mặt với một tình huống có điểm của DeAndre Hamilton. 51-35, khoảng cách vẫn là 16 điểm. Turnover dành cho đội bóng chủ nhà. Vội vàng đến từ phía của Bùi Thái Hà. Thành sáng đã coi được, đó là một đường chuyền tốt. Và đó là một tình huống lên rổ có góc, chưa thể nào lên rổ vào. Thành sang của đó cũng phạm lỗi đến từ Nguyễn Đức Quang Anh. Một tình huống cắt còi chính xác của trọng tài Poma, Dominic Poma, một trọng tài đến từ Philippines. Cái hồng của Nguyễn Đức Quang Anh thưa anh Đức. Chính xác, đó là một lỗi cản người không thể bàn cãi. Và đây đã là lỗi cản lần thứ tư của cầu thủ trẻ này rồi. Foul trouble ngay ở thi đấu thứ hai. Và tất nhiên tôi nghĩ rằng đây sẽ không phải là cầu thủ duy nhất của Hà Nội Buffalo gặp phải foul trouble cho trận đấu này. Với một cách nói dân dã thì tổng thống Kefis đang muốn Nguyễn Đức Quang Anh đi tắm sớm. Và bóng đi vào rổ dành cho Đinh Thanh Sang. Có sự thay đổi người, Nguyễn Đức Quang Anh chắc chắn sẽ phải thay ra ngoài sân. Đỗ Xuân Nam đã vào sân. Đến thời điểm hiện tại thì cầu thủ trẻ Nguyễn Đường Quang Anh đã có 5 điểm cho đội bóng chủ nhà. Sự phối hợp tốt đến từ phía của Nguyễn Phú Hoàng cũng như là Đinh Thanh Sang. Đây là 20 điểm rồi. Qua được người đến từ Henry, floater và sải tay dài của DeAngelo Hamilton chỉ tô điểm thêm đẹp thôi. Từ anh Đức tôi lại rất mong chờ tình huống vừa rồi sang đỉnh alley-oop cho người anh của mình. Một tình huống lên rổ mà tôi không thể nghĩ rằng đó là Lê Hữu Thành. Hai điểm đến từ Đỗ Xuân Nam. Lê Hữu Thành cũng đã sẵn sàng ở dưới để hứng chọn trái bóng đi elbow vừa rồi. Có vẻ như tình huống đó là một tình huống ném rất lệch của một cầu thủ bên biên ở Buffalo. Không có điểm cho Sang Đình. Mong rằng hiệp đấu không bị blow out sớm. Mặc dù là một khán giả trung lập, tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải nhìn vào thực tế. Và điều này sẽ thực tế này rất có thể sẽ làm những cổ động viên của Hà Nội Buffalo cảm thấy buồn bã. Và lỗi đến từ phía của Đinh Thanh Tâm trong tình huống Lê Ngọc Tú đã lên dáng ném, vậy nên Lê Ngọc Tú sẽ có 2 pha ném phạt, khoảng cách là 20 điểm và thời gian thi đấu của chúng ta là còn 3 phút 08 giây. Đây là lần ném phạt đầu tiên của Lê Ngọc Tú trong trận đấu ngày hôm nay. Đầu tiên bóng đã đi vào rổ. Bóng đi vào rổ thêm một lần nữa dành cho Lê Ngọc Tú. Và vừa rồi cũng mới là những điểm số đầu tiên mà Lê Ngọc Tú có được trong trận đấu này. Hai điểm đầu tiên đến từ hai pha ném phạt. Không hề vội vàng nữa để triển khai bóng nữa. Đinh Thanh Sang bắt phải hai người, DeAngelo Hamilton đang chờ, cắt vào đến từ Lê Hữu Thành. Dẫu vậy tình huống xác định là phạm luật chạy bước. Đúng là như đã có một tình huống trích đùi đến từ một cầu thủ Hà Nội Buffalo dành cho DeAngelo Hamilton. Cái bạn đau rồi. Vẫn là những bước đi để chứng minh được rằng anh vẫn có thể thi đấu được. Trong thất bại
gần nhất mà Cần Thơ Jaffis có trước là Buffalo vào năm 2017, trận đấu ở nhà thi đấu quân khu 5, thì trận đấu đó cũng là trận đấu chào sân VBA của Jordan Collins. Khi đó thì Jordan Collins vẫn còn thi đấu cho Buffalo. Ngày hôm nay thì có một sự chào sân khác, nhưng mà sự chào sân của huấn luyện viên Lina dành cho nhà thi đấu Bách Khoa. Nhưng đây sẽ là một lời chào thấp thôi, là các cầu thủ của Buffalo, những người hâm mộ phía này cũng không có gì quá buồn mà nếu như có phải thất bại. Phản công là quá tốt đến từ phía Odin Nhật Tầm. Và đây là phản công lại dành cho Buffalo, có lỗi và có end one. Một sự quyết tâm đang hiện lên trên khuôn mặt và hành động của Huỳnh Hải. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy thấp thoáng đâu đó sự mệt mỏi trên khuôn mặt ấy của cầu thủ áo số 7. Sự mệt mỏi như anh thứ 9 của Huỳnh Hải rồi. Sự mệt mỏi mà anh Đức vừa nói có thể khiến cho Huỳnh Hải sẽ không thể hoàn tất được pha end one này. Đó là suy nghĩ của tôi thôi. Chúng ta cùng chờ xem. Hiện tại thì lão tướng Huỳnh Hải cũng đang có một chỉ số ném phạt tương đối ấn tượng, 100%. Sau trận đấu đã qua, và tỷ lệ này vẫn đang được giữ nguyên. Bóng trong tay của Đinh Thanh Sang. Thủ là tốt đến từ phía của Hà Nội Buffalo. Vẫn là còn bóng cho Cần Thơ Jaffis. Lỗi đẩy người đến từ phía của Đinh Tiến Công rồi. Đã có cái lắc đầu đến từ Nguyễn Phú Hoàng. Nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu rõ rằng là Hà Nội Buffalo hiện giờ họ đang chơi với tốc độ là cực kỳ cao. Vậy nên là sự vượt quá không kiểm soát được cơ thể là có thể chấp nhận được không thể đúng. Đó là một vấn đề mà tôi là cũng rất nhạy cảm. Vì vậy thì Phú Hoàng đã thực hiện thành công những phát đầu tiên. Tổng số lỗi của Hà Nội Buffalo thì tới thời điểm hiện tại đã 15 lỗi rồi. Lần thứ hai bóng chưa đi vào rổ, đi bao cho Đoàn Xuân Tùng. Xuân Tùng di chuyển là tốt mà chưa để có điểm đến cho Đoàn Xuân Tùng. Nguyễn Phú Hoàng chỉ còn một mình Linh Ngọc Tú ở sân, ở phòng thủ mà thôi. Và vừa rồi là một tình huống lên rổ không thể cản phá của Tâm Đình. 62-42, khoảng cách 20 điểm một lần nữa lại được thiết lập. Edward dành cho Huỳnh Hải. Edward thứ hai chỉ chưa đầy hơn một phút. Lần này thì khuôn mặt của Huỳnh Hải đã chuyển một chút. Thứ bảy thì anh sắp khóc chăng? Rất mệt mỏi, nhưng mà sự hiệu quả thì lại rất lớn. Tôi thấy thậm chí có một chút tái rồi. Chút tái từ phía của Huỳnh Hải. Và theo như tôi nghĩ rằng sau trận đấu ngày hôm nay, rõ ràng là Huỳnh Hải sẽ cần phải thở oxy. Thực sự là như vậy. Với tốc độ như này, với lỗi chơi như này, Huỳnh Hải vẫn chắc chắn đến như thế ở trên vạch ném phạt. Hà Nội Buffalo có sự thay đổi người. Và Huỳnh Hải cũng đã ra xuống ngoài sân thưa anh Đức. Một tình huống không tập trung của Thịnh Hưng. Rất may mắn cho các cầu thủ của Tân Jaffis là Henry Nguyễn đã thực hiện tình huống 3 điểm của đội không thành công. Phá thẳng đến từ Henry. Áp lực là quá lớn đến từ phía của Đinh Thanh Sang. Đây là Nguyễn Phú Hoàng. Đường chuyển ra cho người em nhưng đã bị một người bạn bắt tài là Bùi Thế Hà. Hà giữ bóng là cực kỳ chắc và lên rồi đến từ Bùi Thế Hà. Chơi để có điểm, phản công. Đinh Thanh Sang lên rổ là dễ quá rồi. Không ai ở đằng sau Đinh Thanh Sang có thể đuổi kịp anh nữa. Điểm số thứ 17 của Sang Đình. Và Sang Đình hiện tại chỉ còn kém người anh của mình là Đinh Thanh Tâm có một điểm mà thôi. Tâm Đình đang có 18 điểm sau những phút đã qua. Wow, Đinh Thanh Sang ngoảnh đi ngoảnh lại anh đã có 17 điểm. Tôi thậm chí còn đang nghĩ rằng Đinh Thanh Tâm cách xa Đinh Thanh Sang hơn nhiều hơn thế thưa anh Đức, thưa quý vị và các bạn. Thêm một điểm cho Henry.
sẽ là cú ném dành cho Hoàng Đình Nguyên. Bóng đi vào rổ dành cho người đội trưởng của Hà Nội Buffalo. Thịnh Hưng đang được cầm bóng, tự làm khó mình rồi. Vẫn là có bóng dành cho Cần Thơ. Nguyễn Phú Hoàng lên rổ và có điểm dành cho Nguyễn Phú Hoàng. Điểm số thứ 8 của Hoàng Ca. Trong tứ vừa rồi thì Hoàng Ca cho rằng anh đã bị đoàn trưởng phạm lỗi. Đình tấn công vẫn là những va chạm được tấn công của Hoàng Ca. Lần này thì Hoàng Ca có vẻ đã đau hơn rất nhiều khi anh đang phải ôm mặt. Hoàng Ca vừa ra dấu cho rằng anh đã phải nhận 1-2 cùi trỏ của Đinh tấn công. Nhưng người phạm lỗi trong tình huống vừa rồi lại là cầu thủ số 3 của đội bóng Long Khách. Và tiến công sẽ được thực hiện thêm một pha ném phạt sau tình huống bị phạm lỗi vừa rồi. Thời gian của chúng ta là còn 46 giây. Và thời gian còn lại khi mà Đinh tấn công ném xong ném này. Qua được người Nguyễn Phú Hoàng, tốc độ của mình, liệu anh có truyền lên rổ là quá nghệ đến từ phía Phú Hoàng. Phú Hoàng đã biến đau thương thành hành động và một pha lên rổ reverse quá đẹp mắt của cầu thủ áo số 3 Đỗ Xuân Nam. Không có đường truyền cho tiến công và sẽ là một pha phát bóng biên dành cho đội bóng chủ nhà mà thôi. Thưa anh Đức, anh có nghĩ rằng là pha lên rổ vừa rồi sẽ vào top 5 những pha bóng hay nhất VBA tuần vừa rồi hay tuần này hay không? Vâng, và nó có thể là một trong những pha bóng để lại nhiều ấn tượng nhất trong mùa giải năm nay. Một tình huống lên rổ mang tính chất rất sâu ọc, biểu diễn của Hoàng Ca, nhưng sự chính xác là hoàn toàn cao. Và Xuân Tùng thêm một lần nữa anh cho thấy cảm giác rổ chưa thực sự là tốt hẳn. Yêu cầu đánh chậm lại đến từ phía của Thịnh Hưng. Thủ tốt nhưng trọng tài xác định đó là lỗi đẩy người đến từ phía của Đoàn Xuân Tùng. Hai pha ném phạt dành cho Nguyễn Phú Hoàng. Lỗi đồng đội thứ 9 của Hà Nội Buffalo trong trận đấu ngày hôm nay. Xin đoạn trong hiệp đấu này. Và đó là lỗi thứ 16 của đội bóng này trong khoảng 2 hiệp thi đấu đã qua. Thêm một điểm dành cho Hoàng Ca. Thưa anh Đức, không biết Đoàn Xuân Tùng hiện giờ đã phạm bao nhiêu lỗi cá nhân rồi? Hiện tại thì cầu thủ mang áo số 11 của đội bóng chủ nhà mới chỉ phạm 2 lỗi cá nhân mà thôi. Lỗi cản người đến từ phía Nguyễn Phú Hoàng và anh đã có dấu hiệu đau. Trong ít phút vừa qua thì Phú Hoàng xuất hiện rất nhiều trong những tình huống va chạm. 1-2 với đi tấn công và vừa rồi là một tình huống với Henry Nguyễn. Và hai trong ba tình huống đó thì người phạm lỗi là Nguyễn Phú Hoàng. Phú Hoàng đã cho thấy dấu hiệu là cực kỳ đau, anh đau ở phía mạn sườn theo những gì mà tôi đang suy nghĩ. Trong trận đấu mới đây của Thăng Long Warriors thì người em của Phú Hoàng là Nguyễn Thành Đạt cũng đã gặp phải một chấn thương lật cổ chân. Và theo những thông tin mới nhất tôi nhận được thì Đạt Đốc cũng phải nghỉ ít nhất từ 2 đến 3 trận sau khi dính phải chấn thương này. Và giờ đây là một hình ảnh một người anh sinh đôi của Đạt Đốc cũng đang phải ôm bụng bước ra trên băng ghế dự bị. Và đó là một phần của cuộc chơi này, phần mà bóng rổ luôn có thể mang tới là những chấn thương và những khuôn mặt cau có khi bị đau. Chúng ta không hề mong muốn chấn thương xuất hiện ở trên sân. Sẽ có hai pha ném phạt cho Henry Nguyễn vì bên phía Cần Thơ Catfish cũng đã phạm đến 7 lỗi đồng đội tại hiệp thi đấu thứ hai. 5-5 pha ném phạt thành công dành cho Henry. Và đây là tình huống ném phạt thứ 6 của cầu thủ áo số 2. Đập ra đến từ phía của Henry Nguyễn. 5 giây, cắt được bóng, đường truyền thực sự quá yếu. Phản công đi tiến công, lên rổ và có lỗi. Không có end one, rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi thì Đinh tấn công cũng phải có một chút buồn khi nhìn trái bóng từ từ lăn ra khỏi rổ. Có vẻ như một tiếng va chạm đã làm tấn công bị đau. Tôi thấy có một dấu hiệu ra hội ý đến từ phía của vị trọng tài. Và đó cũng chính là nguyên nhân vì sao huấn luyện viên Jordan Colin ông đang có những pha nàn. Và đó là một lần gọi xin hội ý của huấn luyện viên Jordan Collins dành cho Kentucky Catfish. Tỷ số hiện tại 69-50.
Có lẽ mắt xích đang gặp vấn đề nhiều nhất của Cần Thơ chính là Nguyễn Thành Hưng. Anh thi đấu không tập trung và vừa rồi thậm chí có một đường truyền bị cắt bởi đi tấn công, và sau đó là một tình huống có lỗi của một người đồng đội. Một phần nào đó suy nghĩ của Thịnh Hưng theo trong đầu tôi đang định hình đó là Thịnh Hưng anh đang muốn tận dụng từng giây phút một cuối cùng để có thể để trái bóng lên và đưa bóng cho Đinh Thế Tâm, người trước mặt của Thịnh Hưng ở trong tình huống đó để có thể tận dụng cú ném cuối cùng, nhưng mà lại bị cắt bởi Đinh Tiến Công. Trên hình ảnh của chúng ta là Nguyễn Phú Hoàng, vẫn là hình ảnh vô cùng đau đớn đến từ Nguyễn Phú Hoàng. Hai pha ném phạt cho Đinh Tiến Công. Đinh Tiến Công trước đó cũng đã không thành công của ném phạt đầu tiên, lần này cũng không thành công đến từ phía của Đinh Tiến Công. Đinh Tiến Công đang có 7 điểm cho tính tới thời điểm hiện tại của trận đấu này. Và đây liệu rằng là điểm số thứ 8 chính xác là như vậy. Và tình huống ném phạt vừa rồi của Đinh Tiến Công cũng đã khép lại hiệp thi đấu thứ hai. Và nửa đầu tiên của trận đấu này đã kết thúc với khoảng cách điểm 18 dành cho đội bóng Cần Thơ Catfish, 69-51. Tội phạm công nghệ luôn rình rập theo dõi đánh cắp thông tin thẻ ATM. Sử dụng app ngân hàng MB Bank, rút tiền mặt từ cây ATM không cần dùng thẻ. Thao tác đơn giản nhưng vẫn bảo mật. Bạn đã có app ngân hàng MB Bank chưa? Hiệp thi đấu của chúng ta bắt đầu. Bóng trong tay của Nguyễn Phú Hoàng. Đường truyền bị cắt đến từ phía Nguyễn Phú Hoàng, và đây là Đinh Tiến Công. Phản công dành cho Hàn Buffalo, lên rổ là dễ đến từ phía của Đinh Tiến Công. D'Angelo Hamilton, anh vào sân chắc chắn sẽ tấn công thẳng vào khu vực dưới rổ. Một pha lốc đến từ phía của Đoàn Xuân Tùng. Đoàn Xuân Tùng anh đang là cầu thủ có nhiều chỉ số rebound nhất của đội bóng chủ nhà. Tính tới điểm hiện tại thì Xuân Tùng đã có 6 tình huống rebound. Tuy nhiên thì khả năng ghi điểm của Đoàn Xuân Tùng lại là một dấu hỏi rất lớn. Anh đã có cơ hội, thậm chí là một cơ hội rất rõ rệt, nhưng vẫn chưa có điểm nào đến từ cầu thủ trung phong này. Và bây giờ là một tình huống 3 điểm thành công của Sang Đình. Sang Đình cũng vẫn quá nhiều thời gian để có thể lên dáng cũng như là ném thành công trong tình huống bóng đó. Cú ném 3 điểm đến từ phía của Vũ Thái Hà. Tại liệu có công nhận điểm số đó? Đó là một tình huống được công nhận là có điểm của Vũ Thái Hà, và đó là tình huống 3 điểm thành công thứ hai của cầu thủ này trong trận đấu ngày hôm nay. 3 điểm tính. Đó là những gì chúng ta thấy được sau những cử chỉ của huấn luyện viên sư đoàn của trọng tài Dominic Poma. Bóng trong tay của Đinh Thanh Sang. Một chút sự bỡ ngỡ từ các cầu thủ ở trên sân. Giữ bóng là tốt đến từ phía của Đinh Thanh Tâm. Đinh Thanh Sang, Hoàng Tú với cú ném 3 điểm. Bóng chỉ lệch ra thôi, thậm chí là còn mạnh hơn. Cướp được bóng đến từ phía của D'Angelo Hamilton. Đó như là một đường kiến tạo của Đoàn Xuân Tùng dành cho trung phong bên phía hơn. Trung đoạn bên phía được bóng dần tới Catfish. 74-56, 18 điểm cách biệt. Đây là Lê Ngọc Tú, một tiếng 3 điểm của Tú Kobe. Lộn xộn và bóng trả về dành cho Hàn Buffalo. Henry Nguyễn chống trả với cú ném 3 điểm. Bóng lệch ra. Và gọn ghẽ trong tay của Đinh Thanh Tâm. Đấy, Lê Hiếu Thành dập rất khỏe và đó là có điểm dành cho Lê Hiếu Thành. Nhưng nhiều người cũng đã nói rằng là với thể hình như này, Lê Hiếu Thành hoàn toàn có thể thi đấu ở vị trí số 4. Đúng không thưa anh Đức? Nhưng theo tôi thì số 4 thì Hiếu Thành cần thêm một chút chiều cao. Đây là Tâm Đình. D'Angelo Hamilton. Có sự điệu nghệ ở trong đó. Có cách là 22 điểm. Với một tầm cao như vậy thì Hamilton hoàn toàn có cơ sở để điệu nghệ. Không có bất kỳ một sự cản phá nào có thể với tới Hamilton trong tình huống tương tự như vừa rồi. Lê Hiếu Thành.
đang chạy cắt vào đến từ phía Đinh Thanh Sang, cắt bóng đến từ phía của Lê Ngọc Tú. Anh đọc ra bài của đối phương. Đó là một tình huống chuyền bóng hơi lộ của Hoàng Tú. Sau tình huống cắt bóng vừa rồi thì Tú Cú Bì đã được rút ra để thế chỗ cho Huỳnh Hải. Huỳnh Hải thực sự là một nhân tố rất quan trọng đúng không thưa anh Đức? Chính xác, Huỳnh Hải là cầu thủ đã đóng góp điểm số lần thứ hai dành cho đội bóng chủ nhà với 13 điểm. Một tình huống phòng ngự tốt của Huỳnh Hải, nhưng vẫn là các cầu thủ chơi tới Kevin. Đinh Thanh Tâm với cú ném 3 điểm, bóng đi vào rổ dành cho Đinh Thanh Tâm. Điểm số thứ 21 của Tâm Đình. Như là một tình huống ném lốc đến từ phía của Đinh Thanh Tâm, lỗi đến từ phía của Hoàng Tú. Lỗi cả người thực sự rõ ràng của cầu thủ áo số 52. Lê Hiếu Thành đang có những lời để sốc lại tinh thần của Hoàng Tú. Đây là lỗi cá nhân thứ hai của Hoàng Tú trong trận đấu này. Đỗ Xuân Nam đã vào sân, thực sự đây đang là một trận đấu trách nhiệm cho Đỗ Xuân Nam. Thì đến thời điểm mà anh có mặt ở trên sân, bóng lệch ra, lại là phát phản công đến từ phía Lê Hiếu Thành. Yazilo Hamilton quá khỏe. Lối chơi của Kentucky đã có sự thay đổi ở tiểu thứ ba này. Bóng đã được dồn nhiều hơn cho Hamilton hơn, và Hamilton đã xâm nhập khu vực 3 giây nhiều hơn so với hai hiệp đầu tiên. Sáng định lỗi thuộc về Bùi Thái Hà. Có lẽ là giờ chơi đùa của D'Angelo Hamilton đã kết thúc rồi. Anh sẽ tấn công thẳng vào khu vực dưới rổ nhiều hơn theo những gì mà bình luận viên Đức Nguyễn vừa chia sẻ. Chắc chắn là trong trận đấu ngày hôm nay thì bộ phận lao sàn cũng phải làm việc rất nhiều, bởi vì quá nhiều những tình huống ở tốc độ cao khiến cho các cầu thủ của chúng ta phải ngã ra sân. Ba phút trôi qua và Cần Thơ Cái Phiết có thành công hai tình huống ném ba điểm. Đinh Thanh Tâm qua được hai người quá dễ, đơn giản là tình huống thả bóng vào rổ đến từ phía của Đinh Thanh Tâm. Đã có tình huống chủ động tách ra của Huỳnh Hải sau pha lên rổ của Tâm Đình. Lê Hữu Thành không có lỗi của Bùi Thái Hà. Vào được dành cho D'Angelo Hamilton, Tâm Đình đang chờ. D'Angelo Hamilton hơi mất thời gian nhiều. Còn 5 giây trên hồ shot clock mà thôi. Bắt buộc phải ném rổ rồi, Tâm Đình. Không có điểm cho Tâm Đình, nhưng đó là một cú đi vào như chỗ không người của Đinh Thanh Sang. Đinh Thanh Sang đúng hơn là anh chui từ dưới đất chui lên. Thưa bình luận viên Cường Ninh thì sau tình huống lên rổ vừa rồi của Sang Đình thì Sang Đình chính thức đã vượt điểm số cá nhân so với người anh của mình, sau đó có 22 điểm. Và số điểm của Tâm Đình tính tới ở hiện tại là con số 21. Không biết rằng sau những chia sẻ của bình luận viên Đức Nguyễn về mặt điểm số thì Đinh Thanh Tâm có quyết tâm để có thể ghi điểm nhiều hơn hay không, khi mà người em đã chính thức vượt qua anh. Bóng trong tay của Bùi Thái Hà. Buffalo hiện giờ đang cố gắng mở không gian nhiều hơn để tình huống lên rổ này của Đoàn Xuân Tùng thực sự là rất khó hiểu, và trọng tài xác định là đã phạm luật dẫm vạch. Những tình huống như vừa rồi của Đoàn Xuân Tùng không chỉ không mang được điểm số, mà nó còn làm những người đội của cầu thủ này giảm hưng phấn rất nhiều.
Dù thế là có một thứ ba điểm thứ ba hay không, bóng đập rổ đi ra ngoài. Và trước trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã đề cập tới kỷ lục của VBA về mặt điểm số. Mới hiệp thi đấu thứ ba thôi mà Cần Thơ Catfish có 87 điểm. Hiện tại thì kỷ lục về mặt điểm số vẫn đang thuộc về Cần Thơ Catfish với 111 điểm trong trận đấu với Đà Nẵng Dragon tại mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên ở VBM này thì Hà Nội Buffalo mới là đội bóng đang có điểm số nhiều nhất trong một trận đấu với 98 điểm trong trận đấu với Hồ Chí Minh City Wings. Tuy nhiên thì đây sẽ là một cơ hội cho Cần Thơ Catfish có thể đáp đổ cả hai kỷ lục này. Phú Hoàng định thanh sang chắc chắn sẽ làm được chuyển ra. Qua được hai người đến từ phía Nguyễn Phú Hoàng thì Azilo 24 như một bức tường, như một cột đỉnh ở khu vực dưới rổ của Hà Nội Buffalo và buộc phải phạm lỗi rồi. Vừa rồi thì trọng tài Dominic Poma đã có những lời nhắc nhở với Xuân Tùng và Tiến Công. Hai cầu thủ của Hà Nội Buffalo đã có những ý kiến với quyết định của trọng tài. Một lỗi đánh tay rất rõ ràng của Đỗ Xuân Nam. Có lẽ là Đào Xuân Tùng cũng như là Đinh Tiến Công cho rằng là Diazilo Hamilton ở đó ở khu vực 3 giây là quá lâu. Bóng đi vào rổ dành cho Diazilo Hamilton. Sẽ là cú ném phạt thứ hai. Liệu có lên được con số 89. Điểm số 89 dành cho Cần Thơ Catfish. Cho Đỗ Xuân Nam. Đỗ Xuân Nam bị tuột bóng rồi. Tiếp tục dành cho Hà Nội Buffalo. Trần Tân chưa thể qua được thì Azilo Hamilton cũng đem 3 điểm. Bóng có điểm dành cho Đinh Tiến Công. Nỗ lực đem lại những hy vọng mong manh dành cho đội chủ nhà. Hoàng Ca đường truyền ra cho Hiếu Thành. Một tình huống phòng ngự tốt của Đinh Tiến Công. Phản công nhanh cho Hà Nội Buffalo. Lỗi cản người hay là lỗi tấn công đây, chúng ta hãy cùng chờ xem. Đã có một lỗi kỹ thuật được thổi nhưng mà thuộc về cầu thủ nào? Lỗi số 19 của đội bóng Cần Thơ Catfish đó là Đinh Thanh Sang. Có lẽ là huấn luyện viên, xin lỗi trọng tài Dominic Poma, ông cho rằng là Đinh Thanh Sang đã có một chút ăn vạ nên là đã có kỹ thuật. Không biết là nhận định của tôi có đúng không thưa anh Đức? Theo tôi thì rất có thể trong tình huống vừa rồi Đinh Thanh Sang đã phản ứng với trọng tài một cách thái quá ở sau đó, mà chúng ta cũng cần có một tình huống quay chậm để có một quyết định rõ ràng hơn. Nhưng rất đáng tiếc là Đinh Tiến Công đã thực hiện không thành công tình huống ném phạt vừa rồi. Số thứ 92 dành cho Cần Thơ Catfish. Và nếu như thế này kỷ lục của VBA cũng sẽ bị phá sớm thôi thưa anh Đức ơi. Tôi cũng nghĩ là như vậy, chúng ta vẫn còn một hiệp thi đấu thứ tư ở trước mắt. Và tất nhiên chưa kể đến gần 5 phút của hiệp thi đấu thứ ba này. Chuyền không tốt của Phú Hoàng cho Hiếu Thành. Đây là một tình huống 3 điểm dành cho Bùi Thế Hà. Một lựa chọn hoàn toàn hợp lý của cầu thủ áo số 14. Cầu thủ behind the back và có điểm cho Đinh Thanh Tâm. Đã đến lúc các cầu thủ Cần Thơ được quyền có những pha biểu diễn như vừa rồi. Cú ném 3 điểm đến từ phía Harry Nguyên. Cú ném chỉ là may rủi mà thôi. Lê Hiếu Thành. Đinh
Thanh Sang giữ người trên không, floater bóng chưa đi vào rổ nhưng Đinh Thanh Tâm ở đó và hỗ trợ cho người em của mình. Điểm số thứ 25 của Tâm Đình. Không hiểu rằng huấn luyện viên Toppers Mai Bèo có chứng kiến trận đấu này hay không, nhưng mà nếu có và thậm chí là biết tin thì chắc chắn sẽ là những thông tin khiến cho những cầu thủ và huấn luyện viên này phải rất buồn. Khoảng cách điểm bây giờ đã là 38 điểm. Sẽ là một ngày đầy giông bão dành cho Hà Nội Buffalo. Và người có 4 lượt cá nhân Nguyễn Đức Quang Anh cũng đã được vào sân. Sự bất lực đến từ huấn luyện viên Litarana cho thấy điều đó, nhưng Huỳnh Hải vẫn là một điểm sáng duy nhất của Hà Nội Buffalo tính tới thời điểm hiện tại. Bình Nguyên, một đường chuyền thấp đến từ phía của Bình Nguyên. Nguyễn tiến công, Nguyễn tuột bóng và chạm tay của Nguyễn Vũ Bình Nguyên. Bóng tiếp tục dành cho Hà Nội Buffalo. Bùi Thái Hà cũng đã ra ngoài sân và trên đôi chân của anh có một đôi chút sự tập tễnh. Đang Bình Nguyên chưa thể làm gì được. Lê Ngọc Tú cũng chưa thể làm gì được tốt hơn. Thật là quá khó cho những tay ném của Hà Nội Buffalo có thể có một phòng ngự tốt trong trận đấu này khi mà không có bất kỳ một cầu thủ nào có khả năng tranh chấp ở khu vực 3 giây. Tính tới thời điểm này thì có lẽ tôi cũng phải chắc chắn rằng kỷ lục của VBA sẽ bị phá trong trận đấu này, thưa BBA Cường Linh. Chắc rồi, cú ném 3 điểm để chốt lại câu nói của huấn luyện viên Đức Nguyễn chưa thành công đến từ phía của Nguyễn Phú Hoàng. Đây, cú ném 3 điểm Nguyễn Đường Quang Anh, bóng tráng ra và chạm tay của Đinh Thanh Tâm. Có lẽ chúng ta cũng không nên nói quá nhiều về khoảng cách và chênh lệch điểm nữa, đúng không thưa anh Đức? Trận đấu đã thực sự blow out ở tiếng này rồi. Trọng tài xác định là Đinh Tiến Công đã phạm luật dẫm vạch trong pha phát bóng. Và bóng sẽ trong tay của Cần Thơ Catfish. Chuyển tốt đến từ Nguyễn Vũ Bình Nguyên, liệu có alley-oop. Quá dễ dành cho D'Angelo Hamilton. Theo tôi thì huấn luyện viên John Collins cũng không nhất thiết phải để những cầu thủ chính như Hamilton, Tâm Đình thi đấu nữa. Tất nhiên cả Hoàng Ca. Đây là một cơ hội để cho ông thử nghiệm đội hình và thử nghiệm những cái tên mới. Những cầu thủ siêu thị ít có cơ vào sân. Đinh Thanh Tâm qua người là dễ và đón tiếng N1 dành cho Đinh Thanh Tâm. Và điểm số đã được chuyển thành 3 chữ số rồi. 100 điểm tròn trĩnh dành cho Tâm Đình và những người đồng đội. Không biết rằng thì thế này hiện tại Tâm Đình đã bao nhiêu điểm rồi thưa anh Đức? Vừa rồi là điểm số 29 của Tâm Đình trong trận đấu này rồi thưa bình luận viên Cường Đình. Trận đấu này thực sự là dễ dàng dành cho Tâm Đình. Cú ném phạt thành công. .101-62. Huỳnh Hải lên rổ và có điểm cho Huỳnh Hải. Sự nỗ lực đến từ Huỳnh Hải. Huỳnh Hải vẫn đang cố gắng cây ải và ghi những điểm số dành cho đội bóng chủ nhà. Bóng đã đi lỡ chớn, đi với một đà di chuyển của Tăng Minh Trí. Phát bóng lên dành cho Hà Nội Buffalo. Rõ ràng nếu như ngày hôm nay Hà Nội Buffalo có ở trong kỷ lục buồn, vâng, Huỳnh Hải thậm chí còn muốn đánh ISO. Xoay người đến từ phía Huỳnh Hải, bị block. Lê Ngọc Tú bắt buộc được chuyền ra. Cú ném 3 điểm, không chính xác chỉ là 2 điểm thôi. Chuyền từ nhà đến trường đến từ D'Angelo Hamilton dành cho Tâm Linh. Có 2 điểm dành cho Tâm Linh. 103-64. Quá khó rồi. Lỗi thuộc về Hoàng Ca, một lỗi đẩy người.
Có sự thay đổi người. Vũ Thế Hà sẽ quay trở lại sân. Vẻ mặt lo lắng đến từ huấn luyện viên Litana. Thưa anh Đức Nguyên, ngày hôm nay rõ ràng là một ngày chào mừng không phải là đúng như ý ông. Tuy nhiên thì theo tôi, bóng rổ những cá nhân vẫn chiếm 70% yếu tố của một trận đấu. Và với những cá nhân có tay khi không có import, khi thiếu vắng Stefan Tuấn Tú thì quả thực là quá khó cho huấn luyện viên Litana. Trước đó là một tình huống mà Nguyễn Vũ Bình Nguyên đã không thực sự tập trung trong trận đấu. Anh đã để tuột bóng. 31 điểm, 72% tỷ lệ ghi điểm, 13 rebound và 5 kiến tạo dành cho Đinh Thanh Tâm. Tính tới thời điểm hiện tại thì có lẽ chúng ta nên nghĩ rằng là Đinh Thanh Tâm đang ở trong một cuộc đua MVP đúng không thưa anh Đức? Thực sự là phong độ MVP đó đã diễn ra dưới cái cách chơi của Đinh Tâm từ 4 đến 5 trận đấu gần đây rồi. Chắc chắn đây sẽ là một ứng cử viên tiềm tàng cho danh hiệu cá nhân này khi kết thúc mùa giải năm nay. Thịnh Hưng, Nguyễn Vũ Bình Nguyên không vội vàng đến từ phía Diagilo Hamilton, muốn phô diễn kỹ thuật một đôi chút, cần phải đẩy bóng nhanh hơn đến từ phía của Hà Nội. Vũ Thế Hà đã qua được người. Một tiếng Eurostep nhưng không thể đánh lừa được Nguyễn Vũ Bình Nguyên. Đứng trên, đứng trên cho Tăng Minh Trí. Hai điểm tiếp theo cho Tăng Minh Trí. Và chúng ta cuối cùng đến ngược đến giây phút cần tới Kefis một lần nữa. Phá kỷ lục của chính mình tại mùa giải VBL 2019 năm nay. Trong trận đấu này, và điểm số đầu tiên của hiệp thứ tư đã thuộc về đội bóng chủ nhà với một tình huống floater của Henry Nguyễn. Và như anh Đức đã đề cập ở trong hiệp thi đấu thứ ba thì việc mà Cần Thơ Catfish phá kỷ lục của chính họ chỉ là yếu tố thời gian mà thôi. Cú ném 3 điểm với thủ Hoàng Tú, bóng đi vào rổ cho Hoàng Tú, và thời gian cũng đang đến rất gần rồi. 3 điểm nữa là họ sẽ bằng một số điểm kỷ lục của mình. Tài với Phú Hoàng, đường alley-oop Huỳnh Khang. Huỳnh Khang đã không thể có một tình huống giữ bóng tốt. Bóng chạm tay của Bùi Thế Hà đi ra ngoài biên. Huấn luyện viên Jordan Collins, ông cho rằng là thậm chí Huỳnh Khang hoàn toàn có thể lên rổ trong tình huống đó. Đây đã được dự tính là một trận đấu khó khăn của đội bóng Hà Nội Buffalo. Tuy nhiên, thực sự mà nói tôi cũng không nghĩ rằng nó lại khó khăn đến như thế này. Cú ném 3 điểm đến từ Nguyễn Đức Quang Anh. 4 điểm. Tôi xin lỗi, chính xác là 3 điểm dành cho Nguyễn Đức Quang Anh. Và vừa rồi một tình huống mà ít nhất là Nguyễn Đức Quang Anh vẫn cho thấy khả năng của anh. Liệu có alley-oop bằng Nguyễn Hoàng Tú đã có cho mình một chút sự ích kỷ. Vâng, có lẽ chúng ta cũng phải chào đón kỷ lục gia mang tên Cần Thơ Catfish. Một tình huống qua người rất khéo léo của Hiếu Thành. Phú Hoàng, thậm chí Hà Nội Buffalo họ còn đang không muốn di chuyển nữa rồi. 112, và như vậy là kỷ lục của VBA đã chính thức bước sang một trang mới. Và tất nhiên người viết nên những trang sách này vẫn là tác giả mang tên Cần Thơ Catfish. Lỗi lên từ phía của Hoàng Tú và sẽ có hai pha ném phạt dành cho Nguyễn Đức Quang Anh. Cái đẩy người đến từ Hoàng Tú đã cho chúng ta thấy được.
ngày mở màn của huấn luyện viên Litauna cho Hà Nội Buffalo thực sự sẽ là một ngày buồn, vì họ là nạn nhân của kỷ lục gia mang tên Kentucky Catfish. Nguyễn Phú Hoàng đã qua được hai người, đường chuyền tốt, Huỳnh Khang lên rổ bằng tay trái, chưa được có điểm cho Huỳnh Khang. Huỳnh Hải, đây là Đỗ Xuân Nam, đã vượt qua được Hoàng Tú rồi, đường chuyền rất tốt cho Nguyễn Đình Cường Anh, tuy nhiên thì phải đến nhịp thứ hai vẫn chưa có điểm cho Nguyễn Đình Cường Anh. Tưởng chừng như đó là một tình huống có điểm sau pha rebound của cầu thủ này. Đường chuyền tốt đến từ Nguyễn Phú Hoàng, có điểm dành cho Đinh Thanh Tâm. Ngày hôm nay khả năng Đinh Thanh Tâm phá kỷ lục của VBA trên danh nghĩa ghi điểm cá nhân liệu có thể không thưa anh Đức? Hiện tại thì kỷ lục ghi điểm đang là 48 điểm của Jack Almond cơ Bình Dương Tuyền Đình. Tính tới điểm này thì Tâm Đình mới chỉ có 36 điểm. Đã có một chút va chạm giữa Huỳnh Khang và Đinh Tiến Công. Nếu như mà Cần Thơ Catfish dồn bóng nhiều hơn cho Đinh Thanh Tâm thì cơ hội anh phá được kỷ lục đó là cũng sẽ dễ thôi. Và một chút sự va chạm đến từ Lê Hiếu Thành cũng như là Đinh Tiến Công. Vâng, chào mừng các bạn đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen. Những va chạm của hai cầu thủ đã có rất nhiều những vấn đề, những kỵ rơi nhau trong những mùa giải đã qua, đó là Đinh Tiến Công và Lê Hiếu Thành. VBA cần những gia vị như vậy đúng không thưa anh Đức? Đó là một màu sắc, và chúng ta dù sao thì màu sắc đó hãy nên để ở trên sân mà thôi. Và Trần Tân cũng đang chờ để quay trở lại sân. Và nếu như Đinh Tiến Công ném phạt cú ném này thành công, bóng chưa đi vào rổ dành cho Đinh Tiến Công. Có thể nói rằng lúc này đây thì thể lực của Hà Nội Buffalo họ đã không còn đảm bảo được nữa rồi. Lên rổ đến từ phía Đinh Tiến Công. Hamilton lùi về nhưng mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Vẫn tiếp tục là bắt trap ở giữa sân đến từ phía của Hà Nội Buffalo. Thanh Sang đường chuyền cho Phú Hoàng, cắt được bóng với người ngại. Sẽ còn 12 giây tấn công tiếp theo dành cho Kentucky Catfish sau pha phát bóng biên này. Thậm chí ánh mắt của Đinh Thanh Tâm cũng đã cho thấy rằng là anh muốn kết thúc trận đấu này sớm thôi, vì mọi thứ cũng đã an bài rồi. Nguyễn Phú Hoàng, một cầu thủ cũ của Hà Nội Buffalo, và ngày trở lại và mang về nỗi buồn thật khó thể diễn tả cho đội bóng cũ của mình. Hoàng Ca cũng đã đóng góp 14 điểm trong 114 điểm của Kentucky Catfish. Có một thông số hiện giờ tôi đang khá quan tâm thưa anh Đức, và rất mong anh trả lời giúp tôi cũng như quý vị và các bạn, hiện giờ tỷ lệ ghi điểm của Kentucky Catfish đang đứng ở bao nhiêu phần trăm rồi? 72%. Thông số quá cao, và chúng ta cùng chờ xem liệu rằng đây có phải là tỷ lệ free goal lớn nhất của VBA từ trước tới giờ hay không. Cắt được bóng đến từ phía Trần Tân, nhưng Nguyễn Phú Hoàng vẫn ở đó và đường truyền. D'Angelo Hamilton đã có một chút sự giật mình. Bên Jordan Collins, ông đã yêu cầu ông học trò phải lui về, không còn là bắt ngay từ đầu sân nữa. Có một thông tin thêm cho các bạn là nếu như mà Tâm Đình và những người đồng đội ở Kentucky Catfish giữ được, tiếp tục giữ được tỷ lệ field goal lên hơn 70% này thì họ cũng sẽ là đội bóng phá kỷ lục ở VBA về chỉ số này. Hiện tại thì đội bóng có tỷ lệ field goal cao nhất của VBA đó chính là Đà Nẵng Dragon tại mùa giải 2016 trong trận đấu với chính Kentucky Catfish với 65%, và bây giờ thì Kentucky Catfish đã đạt con số trên 70% rồi. Và vừa rồi là một trong những minh chứng cho thấy sự hiệu quả của Kentucky Catfish khi họ chọn những
quyết định là dễ dàng hơn, là úp rổ lên từ phía của D'Angelo Hamilton, lên rổ từ Huỳnh Hải. Huỳnh Hải như trẻ ra 10 tuổi sau pha lên rổ vừa rồi vậy. Vâng, một thể lực sung mãn đến khó tin của lão tướng Huỳnh Hải. Đinh Thanh Sang bị cắt bóng và đường truyền, Huỳnh Hải xứng đáng với pha lên rổ đó. 24 điểm cho Huỳnh Hải. Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng đằng sau khuôn mặt cắt cổ, cũng như cắt cổ là một nền tảng thể lực nó là dồi dào. Đinh Thanh Tâm không vội vàng nhưng là cú ném 3 điểm. Bóng đập cạnh sau, Lê Hiếu Thành lên rổ, có lỗi nhưng chưa có điểm. Đinh Thanh Tâm cho Lê Hiếu Thành, lỗi đánh tay của Đỗ Xuân Nam. Lỗi cá nhân thứ hai của Nam Pao. Điều anh Đức mong chờ đã tới, thưa quý vị và các bạn. Những nhân tố chính của Cần Thơ Kaifis đã được ra ngoài nghỉ. Thật là buồn khi tôi chợt nhớ ra rằng đây là màn tái hiện của chung kết VBA vừa qua năm 2018. Những sự thay đổi phải nói là gần như là 180 độ. Và Nguyễn Vũ Bình Nguyên đã là người thay cho Lê Hiếu Thành, người ném phạt trong tình huống trước đó. Lê Ngọc Tú, Cảm Tử, Trần Tân, đường truyền, nhưng đó là tình huống bắt bóng không thực sự tốt đến từ Nguyễn Đường Quang Anh. Có vẻ như Nguyễn Đường Quang Anh đã có một chút suy nghĩ gì đó trước khi bắt bóng. Người vừa để bóng ra biên là một cầu thủ đội Pian Apollos. Tăng Minh Trí ở góc không độ. Thịnh Hưng đường truyền tốt, Huỳnh Khang xoay người và đó là có điểm cho Huỳnh Khang. Điểm số đầu tiên của Huỳnh Khang. Và như vậy là chỉ còn hai cầu thủ của Cần Thơ Kaifis là chưa có điểm. Đó là Nguyễn Vũ Bình Nguyên và Hoàng Minh Khoa, một cầu thủ mặc áo số 18, một cầu thủ trẻ của đội bóng này. Những hình ảnh quá khó thở đến từ Huỳnh Hải, nhưng mà thưa anh Đức, 76% tỷ lệ ghi điểm đến từ Huỳnh Hải, đó là con số quá đáng sợ. Tuy nhiên thì sẽ không còn ai nhớ đến bạn khi bạn thất bại cả. Và con số này trở nên vô nghĩa thì ngày hôm nay là một thất bại quá nặng nề của những Buffalo. Tất nhiên chúng ta cũng phải dành lời khen cho lão tướng sinh năm 1987 này. Trận đấu này có những cách đánh một cách tốt hơn thì anh có nghĩ rằng là Cần Thơ Kaifis họ đã quay trở lại vùng vô địch chưa, thưa anh Đức? Chúng ta đều biết rằng có một câu là một trận đấu tồi không phải bạn là một cầu thủ tồi. Tất nhiên một trận đấu hay cũng như vậy, chúng ta cũng chưa thể khẳng định được, bởi vì rõ ràng trận đấu này là một trận đấu quá chênh lệch về chất lượng cầu thủ giữa hai đội bóng rồi, chúng ta cũng không thể nói được. Thì chắc chắn là nếu mà có Mabel và nếu mà có một cầu thủ có khả năng tấn công đa dạng như Stephen Nguyễn Tú ở trong đội hình ngày hôm nay, chắc chắn hẳn Buffalo sẽ khác thật là rất nhiều. Vẫn là những không khí rất tuyệt vời đến từ những khán đài của nhà thi đấu Bách Khoa. Đi vào tốt đến từ phía của Hoàng Tú, giữ được bóng nhưng trọng tài xác định đó là một tình huống phạm lỗi cản người. Lỗi thuộc về cầu thủ mang áo số 19 của đội bóng chủ nhà Trần Ngọc Tân. Thịnh Hưng yêu cầu các đồng đội cần phải đứng sát anh nhiều hơn. Tuy nhiên thì sau đó lại là một món quà từ Cần Thơ Kaifis dành tặng cho New Buffalo sau một tình huống phối hợp không ngăn ý của Tăng Minh Trí và Nguyễn Thịnh Hưng. Và sau tình huống vừa rồi thì huấn luyện viên Jordan Collins đã gọi quyền xin hội ý cho đội bóng Cần Thơ Kaifis.
Và hiệp thi đấu thứ tư của chúng ta quay trở lại 3 phút 52 giây. 3 phút 52 giây ác mộng đến từ phía của Hà Nội Buffalo. Cú ném 3 điểm đến từ Nguyễn Đức Quang Anh. Bóng chưa đi vào rổ và rebound được chính cho Thịnh Hưng. Hoàng Tú, Nguyễn Vũ Bình Nguyên, lỗi cản người của Lê Ngọc Tú. Thưa anh Đức, Lê Ngọc Tú hiện giờ đã phạm bao nhiêu lỗi cá nhân rồi? Hiện tại thì cầu thủ mang áo số 12 của đội bóng chủ nhà đã phạm 4 lỗi cá nhân. Hiện tại thì có tới 3 cầu thủ của Hà Nội Buffalo gặp phải 4 lỗi cá nhân ở thi đấu này. Đó là Lê Ngọc Tú, Nguyễn Đường Quang Anh và một cầu thủ khác mang áo số 14 là Bùi Thế Hà. Và vừa rồi tình huống có điểm dành cho Nguyễn Quốc Bình Nguyên. Dẫu vậy, chính bản thân Nguyễn Đường Quang Anh ở ngay sau đó anh muốn đòi lại 2 điểm. Có những nụ cười đến từ phía của Hoàng Tú, cái cười trừ. Bóng chưa đi vào rổ dành cho Nguyễn Đức Quang Anh. Lần ném phạt thứ 5 là không thành công, sẽ là lần ném phạt thứ 6 trong trận đấu ngày hôm nay. Và bóng đi vào rổ cho Nguyễn Đức Quang Anh. Đây cũng là một trận đấu đóng góp số điểm không nhỏ của cầu thủ mang áo số 88. Hiện tại thì Quang Anh lại có 11 điểm. Henry Nguyễn có sự trùng lập vị trí. Nguyễn Đức Quang Anh thủ tốt đến từ Hoàng Tú cũng như là Huỳnh Khang. Thịnh Hưng đang chờ, lên rổ đến từ Thịnh Hưng, ghi 2 điểm cho Hưng James. Henry Nguyễn, Lê Ngọc Tú không thể nào móc rổ nổi. Rebound được dành cho Hoàng Tú. Thịnh Hưng đang chờ, thủ tốt đến từ phía của Lê Ngọc Tú. Thịnh Hưng cũng không phải dạng vừa. Một tình huống mà theo tôi đó là gọi là một tình huống chọc khe của Thịnh Hưng dành cho Huỳnh Khang. Và tình huống trên đó đánh lừa hoàn toàn hai cầu thủ phòng ngự của Hà Nội Buffalo. Huỳnh Hải vẫn đang cố gắng để có thể đẩy lên tinh thần của những đồng đội. Cú ném 3 điểm thành công đến cho Hà Nội Buffalo. Thịnh Hưng một tình huống 3 điểm của cầu thủ áo số 0. Rebound dành cho Henry Nguyễn. Tú tốc độ lên rổ và cường thực effort có vẻ như họ cũng đã để cho Hà Nội Buffalo lên rổ cũng như là ghi điểm cách dễ dàng rồi. Đường chuyền tốt và đó là một tình huống kết thúc quá hay đến từ phía của Huỳnh Khang. Có thể đó là một trong những pha kiến tạo hay nhất năm đúng không thưa anh Đức? Chúng ta cũng đã được chứng kiến một tình huống tương tự khi mà Lê Hữu Thành có một đường chuyền behind the back dành cho D'Angelo Hamilton. Tuy nhiên tình huống vừa rồi của chúng ta, đây tình huống này đã bất ngờ hơn rất nhiều. Huỳnh Khang chỉ còn việc làm một công việc rất đơn giản, đó là thả bóng vào rổ mà thôi. Đã có 6 cầu thủ Hà Nội Buffalo ở trên sân. Đó là lý do tại sao trọng tài đã cắt còi trong tình huống vừa rồi. Trận đấu tiếp tục với 1 phút 54 giây. Huỳnh Hải, La Tứ Huỳnh Hải cũng đã vào sân. Tấn công là tốt đến từ phía Huỳnh Hải, dẫu vậy thì chưa để có điểm. Trọng tài xin lỗi cản người của đi tấn công. Và cầu thủ bị phạm lỗi là Tăng Minh Trí. Lỗi cá nhân thứ 3 của đi tấn công. Vì vậy thì bây giờ điều đó không còn quá quan trọng nữa rồi. Đi tấn công là cầu thủ duy nhất còn sót lại tại Hà Nội Buffalo từ mùa giải 2016. Bị cắt bóng đến từ phía của Hà Nội Buffalo, vẫn còn có tình huống tranh chấp rất lộn xộn và phát bóng lên dành cho Hà Nội Buffalo. Chính xác là như vậy, chúng ta đã nhìn rõ cánh tay chỉ lên của trọng tài Dominic Poma. Không hiểu rằng là huấn luyện viên Jordan Colin ông cau mày thì sao nữa thưa anh Đức? Theo tôi thì đó là một thể hiện của sự chuyên nghiệp. Chúng ta vẫn biết cái câu là việc nào ra việc đấy và thực chất chiến thắng, nhưng cái gì đúng chúng ta vẫn phải bảo vệ. Vâng, vẫn là một phong độ phải nói là tệ hại của Sơn Tùng, nhưng rất may mắn thì cuối cùng cầu thủ này cũng đã có điểm, là một tình huống mà không ai có thể nghĩ rằng là có điểm. Có lẽ là Sơn Tùng
khó hơn một chút thì anh mới có thể lên rổ vào thôi anh Đức. Nhiều kinh nghiệm các bạn, gần như là 4 đến 5 tình huống ghi điểm dễ dàng. Theo những gì mà chúng ta thấy thì Đoàn Xuân Tùng không ghi điểm mà phải móc rổ, lúc đấy Đoàn Xuân Tùng mới có điểm cơ và hoàn tất pha end one. 1 phút 22 giây là khoảng thời gian còn lại. Hưng truyền no loop pass không thành công của Hưng James. Đây là Huỳnh Hải. Trọng tài xác định là đã bị cắt bóng. Sẽ có thêm pha phát bóng tiếp theo dành cho Hải Buffalo. Người đang thay kèm tấn công là Minh Khoa, là cầu thủ duy nhất đang không có điểm của Cần Mơ Cafes, và chắc chắn là cầu thủ này sẽ nhận được bóng rất nhiều trong một phút còn lại. Một tin là như vậy. Và đó là lý do vì sao mà Thịnh Hưng anh liều với đường truyền trước đó, đúng không thưa anh Đức? Chính xác. Nhưng một lần nữa thì các cầu thủ Cần Mơ Cafes lại để mất thêm một turnover. Ngày hôm nay thì có lẽ là một kỷ lục rất nhiều của Cần Mơ Cafes khi họ vừa có turnover thứ 39 từ Huỳnh Hưng Cường Đình. Và ngày có kỷ lục. Nhưng mà điều đó chả ảnh hưởng gì cả khi mà họ đã có một chiến thắng quá đậm đà rồi. Đó là có được cho Trần Tân. Một cú ném tương đối khó theo những gì mà tôi đang suy nghĩ. Thịnh Hưng lên rổ và có end one. Chắc chắn những người hâm mộ của Cần Mơ Cafes và Hưng James sẽ phải có một chút giật mình sau cú ngã vừa rồi của cầu thủ mang áo số 0 này. Hưng James đã từng thi, chứ bạn từng phẫu thuật dây chằng đầu gối cách đây khoảng 2-3 năm. Chấn thương dây chằng luôn luôn là một trong những chấn thương nặng nhất và cũng là chấn thương chí tử nhất cho bất kỳ một ai chơi bóng rổ. Cú ném chưa đi vào rổ cho Thịnh Hưng, và chúng ta có thể thấy rằng là Thịnh Hưng đã cố gắng như thế nào để có thể chơi tại PBA của không giới Đức. Thủ tốt. Mặc dù chưa có điểm, tuy nhiên thì Hoàng Minh Khoa của Cần Mơ Cafes vừa có cho mình một chỉ số steal. Lên rổ thêm một lần nữa và có điểm thêm một lần nữa dành cho Thịnh Hưng. Có lẽ lúc này đây thì cả hai đội sẽ dừng tấn công. Theo như tôi nghĩ là như vậy. Điểm số bây giờ là chúng ta đã thấy là quá đủ rồi, quá thừa rồi. Nhưng mà thừa đối với những cầu thủ còn lại, nhưng đang có một chút thiếu đối với vị trí của Hoàng Minh Khoa. Tôi vẫn mong chờ cầu thủ số 18 này có điểm, và đây là Hoàng Minh Khoa. Một trái. Một tình huống ném rổ của Hoàng Minh Khoa. Bóng chạm rổ và đi ra ngoài. Và có lẽ cơ hội cũng đã kết thúc với cầu thủ này. Huỳnh Hải đã trao cho Minh Khoa và Trần Tấn Cafes 12 giây tấn công cuối cùng. Người đang cầm bóng là Nguyễn Vũ Bình Nguyên. Tôi đang không thấy Minh Khoa đang ở đâu bởi vì là bóng trong tay của Hà Nội Buffalo. Một pha block và kết thúc trận đấu với tình huống bối động từ Huỳnh Khang. Có vẻ như Huỳnh Khang cũng không hài lòng với tình lên rổ đó của Huỳnh Hải, bởi vì nó đã kết thúc rồi và Huỳnh Khang vẫn tặng cho người đồng nghiệp của mình bên kia chiến tuyến một tình huống và kết thúc trận đấu này. Rất nhiều kỷ lục được ghi nhận. 131 điểm là kỷ lục của Cần Mơ Cafes cũng như là VBA, và 99 điểm cũng là kỷ lục ghi điểm của Hà Nội Buffalo trong trận đấu. Nhưng mà kỷ lục này cũng là một kỷ lục đáng quên của đội bóng chủ nhà ngày hôm nay, khi họ phải chứng kiến một trận thua, một thất bại phải nói là nặng nề nhất trong lịch sử của đội bóng này. Rất cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi trận đấu giữa Hà Nội Buffalo và Cần Mơ Cafes. Hẹn gặp lại các bạn trong những trận đấu lần sau. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến phần phỏng vấn MVP của trận đấu đến từ bình viên Đức Nguyễn. Ngày mà rất nhiều kỷ lục ở VBA đã được phá, 131 điểm đó chính là kỷ lục một số điểm nhiều nhất một đội bóng ghi được ở VBA. Còn Hà Nội Buffalo họ cũng đã có 99 điểm, cũng là một kỷ lục của đội bóng này trong một trận đấu. Tuy nhiên thì kỷ lục này lại trong một ngày rất buồn khi họ đã phải thất bại một tỷ số quá đậm trước các cầu thủ Cần Mơ Cafes. Và một lần nữa thì Đinh Thanh Tâm đã là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay với danh hiệu MVP, và bên cạnh tôi là Tâm Đình.
So guys, question with the new BBA record, one 13-1. So how do you feel after this game? I feel okay. I mean, I feel like we could have done a little bit better. But I mean, Buffalo obviously didn't have Mike Bell or Step Hunt. But I mean, they played hard. They got 99 points, you know, without an import and a heritage player. So I mean, I take hats off to them. They played well, played hard. How do you feel when Sanding come back after suffering from injuries? Well, when my brother came back, I mean, it helped us a lot on the defensive end. So I mean, it brought energy to us, and I mean, we're playing like a championship team. So what about next game? What's your plan is the next game in home game, right? The next game, the plan. I mean, we're gonna play the same thing. I mean, play hard. I mean, that's all we can do. You know. Congratulations again. Yeah. Vâng, vừa rồi thì tôi đã có một cuộc phỏng vấn với cả Tân Minh, thì rõ ràng là chúng ta đều biết và ai cũng biết Tân Minh cũng vậy. Tân Minh nói rằng là đây là một trận đấu mà mặc dù họ lập kỷ lục nhưng mà Hà Nội Buffalo cũng đã có một trận đấu tốt với 99 điểm. Và lý do mà các cầu thủ của Manchester City có thể dễ dàng giành chiến thắng bởi vì là Hà Nội Buffalo đã thiếu đi hai cầu thủ quan trọng là Mike Bell và Tân Minh. Và kế hoạch tiếp theo, những trận đấu tiếp theo của Tân Minh và những đồng đội là chắc chắn họ sẽ tiếp tục thi đấu một cách công hiến nhất để đạt mục tiêu đầu tiên, đó chính là tham dự vòng đấu playoff của VBN 2019. Và một trận đấu nữa đã trôi qua của VBN 2019 và chiến thắng lần này đã gọi tên của Cần Thơ Catfish, và rõ ràng sau thất bại này đội bóng Hà Nội Polo sẽ còn rất nhiều điều phải làm để có thể tiếp tục nuôi hy vọng để tham gia vòng đấu playoff. Tôi là Bình luận viên Đức Nguyễn và cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng tôi qua trận đấu VBN vừa qua.